À, bây giờ chúng ta sẽ xem qua lại cái bài hôm trước mà chúng ta đã yêu cầu đó. Ở trong cái bài tập đấy thì chúng ta đang học cái cách gọi là đưa nội dung rồi trình bày cơ bản vào trong một cái trang tài liệu như thế này. Đây là một cái trang đôi của một cái bài ở trong tạp chí với nội dung là làm về thời trang đó, và chúng ta có các cái ảnh được cung cấp tài nguyên và gồm có ảnh này, nội dung bài viết này và một cái trang hình mẫu như thế này. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy là có hai trang và trang đôi, và một bên này thì là trình bày hơi theo kiểu freestyle một chút đấy, thế còn bên này thì là theo cái quy tắc là ba cột đó. Quy tắc ba cột thằng này thì là nó cũng chẳng vào cái kiểu gì cả đấy. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu bằng việc làm ở một cái trang đôi. Đó. Chúng ta sẽ mở một trang đôi. Sau đấy thì chúng ta bắt đầu bằng việc đầu tiên là thiết lập các cái. Bây giờ tôi khoan nói về 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 cái độ đo đo đạc một cách tuyệt đối chính xác nhé. Mà chúng ta đang nói là về cái quy quy trình làm, phân cách các thứ đó như thế nào, nhập nội dung cái gì trước, cái gì sau, cắt xén nội dung thế nào để đặt các tiêu đề vân vân. Thế thì ở trong cái bài mẫu như thế này thì một bên này là để freestyle thì chúng ta thoải mái thôi. Thế còn bên này thì là chúng ta sẽ phải chia ra làm bố cục là ba cột. Ba cột thì trước hết là chúng ta đo và chúng ta xử lý cái cột bên này đã, đúng không? Các bạn chọn trang này. Sau đó thì các bạn vào layout, vào margin and column. Trong trường hợp này chúng ta sẽ thiết lập ở đây là cột 3. Đó. Sau khi mà có cột 3 rồi thì chúng ta bắt đầu bằng việc là đưa nội dung bao gồm là text và ảnh vào. Trước hết là text đi, tại vì về mặt nguyên tắc một cái bài viết đấy, đây là một cái bài mẫu rồi, chúng ta đã có cái bố cục sẵn rồi thì cái chuyện mà cố gắng làm theo cho nó giống là cái chuyện nó không phải là quá khó. Tuy nhiên là nếu như mà các bạn bắt tay vào làm mà làm theo cái cách là được giao bài từ đầu, đó, người ta chỉ đưa cho các bạn bài viết, người ta đưa cho các bạn ảnh, người ta đưa cho các bạn bài viết và các bạn sẽ phải tự mình xử lý từ ý tưởng, từ các cái quy trình làm như thế nào, thì lúc đấy cái việc đầu tiên là chúng ta phải đưa text vào đã. Tại vì là một bài bất kể đẹp xấu nào thì cái yêu cầu đọc là cái yêu cầu đầu tiên đã. Và chúng ta việc đầu tiên là chúng ta phải đưa đầy đủ hết cái văn bản vào để xem là cái văn bản này nó chiếm bao nhiêu chỗ, còn bao nhiêu chỗ cho những thành phần còn lại. Đấy. Thế thì mình sẽ nhập nội dung text vào trước đã. Đó, chúng ta lấy cái nội dung text vào trước. Sau khi mà lấy nội dung text vào thì chúng ta mới dàn nó ra để xem là nó dài ngắn như thế nào. Đấy, trước hết là như này đã. Đây là cái phần nội dung text. Sau đó thì mới đối chiếu theo cái này thì mình mới xem là cái bài chỗ nào là tiêu đề cắt ra, chỗ nào là các cái thứ khác cắt ra thì mình mới vào đây, mình mới xem. Ví dụ như là bên này mình có cái chữ là xu hướng xuân hè. Đây, cái này là một nội dung tách rời. Đúng không? Tôi cắt nó ra đã. Ctrl X cắt ra. Sau đó thì thoát ra ngoài, vẽ lại cho tôi một hoặc là dán thẳng vào đây. Sau khi dán vào thì nó sẽ thành một cái gì nhỉ? Thành một cái hộp rời như thế này, và lúc này thì chúng ta sẽ điều chỉnh nó, đặt nó vào trong cái vị trí mà nó sẽ phải xuất hiện. Cứ tạm thời thế này thì đã, đúng không? Chữ D và G cũng là cái chữ mà chúng ta sẽ cắt rời ra. Đây, hai nội dung chúng ta lấy được rồi. Tiếp theo là cái tiêu đề là vững vàng sau 40 năm. Chúng ta cắt tiếp cái này. Nếu có. Đây, vững vàng sau 40 năm. Rồi tiếp tục cái đoạn này là cái đoạn mà
giật một cái đoạn giới thiệu ngắn đúng không? Thì sẽ cắt từ chữ gym cho đến chữ tại Hà Nội. Đây, chúng ta cắt nốt cái đoạn này ra. Thế như thế là chúng ta đã chuẩn bị được đầu tiên là về phần chữ, sau đấy thì bắt đầu sẽ đến phần ảnh. Thì cũng là cái thao tác rất là đơn giản thôi. Place đó, lần lượt lấy các ảnh đưa vào. Nhớ là mỗi lúc mà thả ảnh vào thì đừng chọn cái gì cả, nếu không nếu mà chúng ta vẫn còn chọn một cái hộp nào đấy thì cái lệnh tiếp theo nó sẽ thay tràn ảnh vào đây. Đây ví dụ như thế này. Đấy, thì nó lại tràn cái này vào, nhưng mà các bạn cũng có thể là lấy ra luôn bằng cách là Ctrl Z undo lại thì nó lại ra là cái ảnh này và nó treo cái ảnh mới này vào trong cái đầu con chuột của chúng ta. Trước hết là cứ lấy ảnh vào đã, lấy cho đủ. Rồi, đến đây. Sau khi mà chúng ta lấy đủ nội dung rồi, chúng ta mới quan sát, quay trở lại quan sát cái này. Thế thì trước hết là cái những cái ảnh này thì sẽ được sắp xếp là một ảnh này là to, bốn ảnh này là ảnh nhỏ này. Thì chúng ta có thể là trình bày nhanh cái này trước đã. Đây vẫn còn cách chê một ít, có nghĩa là chúng ta cũng sẽ phải hạ bớt thằng này xuống. Sau đấy thì Ctrl Shift Cô. Bây giờ quan sát tiếp với lại các cái ảnh này, chúng ta đặt theo nó, đặt nó theo từng cặp. Sang bên này. Rồi, bây giờ chúng ta có thể là chọn luôn tất cả mấy cái ảnh này luôn, và chúng ta to kéo một 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 lần luôn. Thôi các bạn không nhất thiết là phải cả kéo từng cái, sắp được ổn rồi. Về mặt bố cục các bạn có thể chọn luôn nó như là một group mà to kéo cũng Ctrl Shift kéo luôn một lần, thì là nó sẽ đi theo cái cách là giống như là chỉnh một cái thôi.
Thế đến đây tạm thời thế đã. Bây giờ chúng ta quay tiếp sang bên trang bên này. Chúng ta xử lý tiếp hai cái ảnh này thì đặt song song với nhau, đúng không ạ? Gắn liền. Cái ảnh này thì nó nằm ở trong khoảng ba cột như thế này, thì chúng ta cũng chọn cả hai cái đấy và Ctrl Shift chúng ta thu kéo đấy. Và bây giờ bắt đầu đến cái đoạn để mà xử lý nội dung đó. Bây giờ trước tiên là cái chữ vững vàng này đặt vào chỗ của nó đã này. Trong trường hợp này các bạn có thể là giải quyết bằng cách là kéo kéo luôn, kéo từng cột một cũng được đấy, hoặc là các bạn có một cái công cụ này. Đây, công cụ này là công cụ Gap Tool. Công cụ này nó cho phép các bạn là đẩy một hơi là đẩy các cột này xuống theo một các bạn có quyền là đẩy một hơi như thế này. Bây giờ chữ đặt trả vào cho tôi và cái hộp này thì nên kéo nó ra ngang bằng cái kích thước. Xem lại về phông, phông này là phông không chân đúng không? Chúng ta sẽ phải tìm một cái mẫu nào đó mà nó cũng là dạng không chân. Trước hết là bôi đen tiền phông đi, thử một cái ví dụ area đi. Hoa hết này, buồn này, buồn này, ví dụ đấy. Thế đến đây thì các bạn có thể làm thêm một cái thao tác như thế này. Tôi sẽ hướng dẫn thêm một cái thao tác mà nó sẽ xử lý tương đối nhanh, không phải là bôi đen, không cần phải là làm nhiều thao tác. Bình thường mình sẽ phải bôi đen, mình sẽ xử lý các thứ để cho nó to ra. Thế nhưng mà trong cái thao tác nhanh thì chúng ta chỉ cần là chọn cái hộp, sau đó thì các bạn có thể là giữ Ctrl Shift và các bạn nhấn cho tôi cái phím hoặc là lớn hơn hoặc nhỏ hơn đấy. Thì chúng ta có thể là tương đối nhanh chúng ta sử dụng cái phương pháp này để chúng ta tăng hay giảm cái kích thước của cái văn bản đấy. Thế còn cái này dưới cái đoạn này của chúng ta nó sẽ là cái đoạn gì đây nhỉ, đoạn giới thiệu đúng không? Thế nó được ngăn cách bởi một cái vạch trên bằng một cái vạch dưới như thế này, thì chúng ta có thể là sử dụng cái công cụ vẽ đường như thế này đó. Các bạn có thể bấm các bạn vẽ luôn một đường. Đây là đường trên đấy, nhấn an. Ở trong họ nhà Adobe thì cái nhấn an mà kéo cái gì đó là nhân bản. Thế bạn kéo như này thì các bạn sẽ có được cái vạch ngăn cách. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa cái nội dung vào đây. Đoạn nội dung là cái này đó, chúng ta đặt vào. Trước hết là tính toán xử lý theo cái mặt gọi là bố cục trước đã. Thế còn nó to nó nhỏ như thế nào thì chúng ta lúc đấy chúng ta sẽ xử lý thêm. Cái này là bold rồi, chúng ta sẽ đưa nó là bold. Bold thì nó cũng khá là nhanh, tức là các bạn có thể là nhấn chọn cái hộp này, chọn hộp này, sau đó giữ Ctrl Shift các bạn nhấn B. Đấy, Ctrl Shift B thì nó sẽ cho các bạn thành bold. Ctrl Shift Y chẳng hạn thì nó sẽ thành gì đây nhỉ? Italic. Đấy. Đã, nhìn nhanh nhanh qua một chút thì chúng ta đã có được
đại loại là cái khối văn bản nó cũng gần gần giống như là cái bài mẫu. Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp, chúng ta bỏ nốt những cái khoảng trống mà vừa nãy chúng ta đã cắt. Ở đây kéo thì các bạn lưu ý là nó có cái đường gióng tự nhiên nhé. Khi nào mà nó bằng đầu thì nó sẽ hiện ra cái vạch vùng tím đây này, kéo lên kéo xuống này. Đấy, khi nào mà nó bằng đấy, bằng hẳn thì nó sẽ là vạch xanh đấy. Đến đây thì chúng ta sẽ điều chỉnh thêm một số cái. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại về font size 12 thì ổn rồi. Cái này là font không chân, không chân thì chúng ta cũng lại phải chọn lại và xử lý lại về font không chân đã nha. Và nếu mà font không chân thì chúng ta phải giảm size xuống, chứ chúng ta cũng không để cho nó to như thế này. 10, 11 thì đấy thôi. Ví dụ thế. Thế đến đây, chúng ta mới xem tiếp về cái nội dung. Tại sao ông lại chọn điểm đến là Việt Nam trong chuyến đi? Cách mình là hình giống Hơi bị lộn đúng không? vâng. Rồi, chúng ta sẽ cắt, chúng ta bỏ những cái đoạn đấy đi. Nó nằm vào chỗ nào thì chúng ta bổ sung, chúng ta điều chỉnh lại sau một chút. Nếu như bộ sưu tập ở đây, cái chữ này là ở bên này, đúng không? Đây, cái đoạn văn bản này là của bên bên này. Chúng ta đặt vào đây đã. Gen Đấy, bây giờ cắt hết tất cả những cái phần mà thừa thãi đi. Đấy, là bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó thành những cái tiêu đề này. Ví dụ chỗ này bold này thì bôi đen, Ctrl Shift B này. Nhận chức chủ tịch. Đúng rồi. Enter xuống dòng này, Ctrl Shift B này. Tiếp tục là ông có thể kể sơ qua, Ctrl Shift B, năm 2009. Hướng hay nào không? Ctrl Shift B. Ông đã đặt chân đấy, ví dụ như thế. Tức là chúng ta format thật nhanh những cái đoạn mà cần phải xử lý, cần phải format. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ xem thêm, ví dụ như là những cái đoạn này do người ta tiết kiệm chỗ, người ta xử lý theo cái kiểu là thụt dòng vào đó. Thế thì thụt dòng thì chúng ta có thể là giải quyết theo cái cách là đây, đặt trỏ chuột vào đâu đó thì các bạn muốn thụt dòng đầu tiên vào bao nhiêu thì các bạn có thể là thế, là vào đây.
Đấy, thì mình sẽ đưa các cái khối văn bản nó tụt vào như thế. Tiếp tục chi tiết thì mình sẽ điều chỉnh thêm nhé. Nhưng đầu tiên bao giờ cũng phải làm theo mang cái tính tổng thể trước đã. Đấy. Mang tính tổng thể thì phải làm trước để xem nó đầy đủ hay chưa. Đây, xu hướng xuân hè 2023. Đây. Đặt cái thằng này lên phía trên này đó. Rồi trước tiên là bôi đen hoặc là chọn đi Ctrl Shift B này. Đấy, muốn cho to lên hay không thì các bạn có thể là Ctrl Shift bấm cái gì đây nhỉ, Ctrl Shift và đóng vào vuông để điều chỉnh to nhỏ cái này. Đấy, D và G, cái từ này thì đặt ở đâu? Đây, ở trên này. À, trước tiên là format lại cho nó thành cái phông phông chân đã. Bold đi. Bold hoặc black. Đấy, kích thước to nhỏ thế nào thì chúng ta có thể là chúng ta co kéo đặt nó vào cái vị trí cần cần xử lý. Đấy, cái nào nó nằm ở đâu thì mình sẽ cố gắng mình đưa nó về đúng chỗ. Đây, không gym phiêu. Là ví dụ như là những cái chữ mà người ta đặt vào trong ảnh chẳng hạn. Đó. Và chữ và đổi màu như này thì chúng ta sẽ chọn, trước tiên là chọn bôi đen đã, sau đó thì chúng ta vào phần màu đó, chọn paper, chọn màu trắng. Còn cái chữ này là bài ảnh là đặt ở trong ảnh này thì chúng ta đặt nó lên đây. Format lại về kiểu dạng. Đó, hoa hết này. Chữ là chữ không chân. Đấy, đại thể là về tổng quan là mình phải làm thật nhanh, đặt nó vào trong bố cục. Đấy, sau đó thì bắt đầu mới dồn ngang dồn dọc xử lý các thứ để cho nó vào đúng cái đúng yêu cầu như kiểu bánh mẫu. Đây, nhìn nhanh qua là chúng ta sẽ thấy rằng nó đại loại bây giờ nó đang là như thế này. Đấy, thế còn thiếu cái gì nữa nhỉ?
thiếu cái vạch dọc đúng không? Vạch dọc thì chúng ta vẫn lại dùng cái này thôi nhé. Các bạn ở đây có mấy chế độ này, mấy chế độ normal thì nó sẽ cho các bạn nhìn thấy được các cái phần chia cột đấy. Thế còn nếu mà các bạn là để xem trông cho nó giống như là đã in ra rồi thì các bạn để chế độ preview. Chế độ preview thì nó bỏ hết tất cả các cái chia cột đấy đi thì chúng ta nhìn nó giống hơn, trông nó sẽ sát với thực tế. Thế bây giờ chúng ta quay trở lại cái này để xem là cái cột nó chia như thế nào. Và bây giờ việc của chúng ta chỉ đơn giản là vẽ cái này thôi đúng không? Bấm vào đây, kéo thẳng một đường xuống cho tôi. Trong quá trình kéo thì các bạn nên giữ shift thì nó sẽ đảm bảo là chạy thẳng đường. Thế mà có một cái vạch này rồi thì các bạn nhấn an, các bạn kéo cho tôi thêm một đường sang bên này thì nó sẽ nhân bạn thêm ra đấy. Và cuối cùng thì quay trở lại chế độ preview, muốn cho nó trông cho nó căng hết ra thì các bạn có thể chất lượng tốt nhất thì các bạn chọn cho tôi cái phần display performance này. Thì nó có ba chế độ. Fast display thì nó sẽ chỉ thể hiện cho chúng ta là những cái ô màu xám để biết rằng là đấy là một cái ảnh, hai cái ảnh, ba cái ảnh ở đấy thôi, còn nội dung ảnh là gì thì không biết. Thế còn trường hợp mà chúng ta để ở chế độ là gì đây nhỉ, typical thì nó sẽ xem nhanh, chất lượng không phải là cao quá đấy. Thường là chúng ta sẽ để ở cái chế độ như thế này. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta chọn cái chế độ cao thì chúng ta để high quality thì lúc này nó sẽ hiển thị giống như là cái chất lượng gốc của ảnh nhất đấy. Thì về cơ bản thì nó sẽ là như thế này. Còn nếu mà làm chuẩn ra thì các bạn còn phải mở cái này cơ, mở cái này ở trong Photoshop, kiểm tra đúng mẫu xem là kích thước của cái trang này nó bao nhiêu, lúc ấy chúng ta mới thiết lập cái trang mẫu đúng bằng cái khổ đó rồi mới bắt đầu làm. Thế còn ở đây thì tôi chỉ demo cho các bạn ở góc độ là gì đây, thao tác làm cho một cái bài. Nếu như đã có ý tưởng rồi thì chúng ta đưa cái gì vào trước, đưa cái gì vào sau, cắt các cái chi tiết nó như thế nào, sắp xếp nó như thế nào để dàn nhanh lên thành bố cục. Thế ví dụ như những cái trường hợp như thế này thì trong cái bài mẫu này thật sự thì chúng ta vẫn còn đang có vấn đề này đúng không, vẫn còn đang bị là sao đây? Đấy, vẫn còn chỗ đấy, vẫn còn chỗ cho tích là đang không đủ ở đây này. Thì những trường hợp như thế này thì tạm thời vì là tôi chưa đo một cách thực sự cái kia nó là bao nhiêu để thiết lập khuôn khổ, cho nên có thể là cái khổ này nó vẫn chưa đúng với cái khổ mẫu đâu, có thể nó bị nhỏ hơn. Nếu mà bây giờ cố làm thì chúng ta cũng có thể làm được đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết theo cái cách là gì đấy ạ, bôi hết, xử lý hết đấy, ví dụ chọn hết thế này. Sau đó thì các bạn có thể giải quyết cho tôi, ví dụ như là mình giảm bớt cái gì đây nhỉ, mình giảm bớt các cái khoảng cách giãn dòng này một xíu thôi đấy, rồi thì cái khoảng cách rộng hẹp này ví dụ như này, để xem mẫu này nó để bình thường à, đây vẫn là bình thường đúng không, không phải là đấy. Ví dụ trong trường hợp mà chúng ta thu cố gắng mà bắt nói thì đây tôi thu nhỏ lại một chút đi đây, rồi một thôi, lúc này thì mình để lại trả nó về là đây. Đây, cái này xuống dòng enter một cái là xong đúng không, bôi cái này bôi công luôn ship bê bôi đấy. Rồi một số cái đây chúng ta cũng xem lại, chẳng hạn như là sẽ không để chữ mồ côi đúng không, không để chữ mồ côi thì chúng ta buộc lòng là phải rút cái này vào một tí đấy. Ví dụ thế đây của hãng này.
Đấy, ví dụ như thế là chúng ta sẽ dồn, chúng ta xử lý nó. Mười lăm thì hơi quá, 14 thì hơi ít, có thể để phẩy năm đi, vẫn hơi ít nữa, phẩy ba, phẩy hai. Dồn dồn ít dồn nhiều đấy, nếu như mà chúng ta bắt buộc là phải để cho nó cân, thực ra thì cũng không không có yêu cầu nào nó đòi hỏi là tuyệt đối lúc nào nó cũng phải bằng bằng hết đấy. Bằng cái gì? Bằng là bằng đầu nhé, bằng là bằng đầu như thế này, bằng của chân của những cái cột như thế này, những cột cuối cùng thì không phải lúc nào nó cũng yêu cầu là phải cân hết. Đấy, nếu các bạn muốn thì các bạn có thể chỉnh từng tí một để cho nó cân hết ra bằng cách là giãn giãn các cái khoảng cách giữa các dòng này hoặc là các cái cột để cho nó các dòng hoặc là các cái ký tự đấy, để cho chúng ta có thể là xử lý đẩy cho nó hết ra. Nhưng mà về cơ bản này, cái nhanh nhất quan trọng nhất của chúng ta là giải quyết là gì đấy ạ? Bố cục nhanh và cắt lấy được các cái dữ liệu một cách nhanh nhất đấy, đặt đúng chỗ format nhanh để nó lên được cái tổng thể. Thế còn các chi tiết cụ thể dồn hàng một chút, cắt những cái chữ mồ côi như thế nào thì lúc đấy là chúng ta phải vào một cái chi tiết chúng ta làm đấy. Nhưng mà lúc đầu tiên là phải tính toán làm sao làm được cái tổng quan này đã, phải có cái này đã rồi thì chúng ta mới dồn ngang dồn dọc chúng ta làm được đấy. Thì cái này cũng chưa phải là cái mà nó có quá nhiều yêu cầu đặc biệt đấy, mà nó cho chúng ta một cái khái niệm chung về bố cục một trang như thế nào, lấy các thành phần cắt đặt nó như thế nào thôi. Thế còn nếu mà các bạn làm chuẩn nhá, thì đúng yếu tố như thế thì tôi nói lại, tức là các bạn phải mở chính cả cái bài mẫu này ở trong cái một chương trình nào đó để cho nó đo đo đạc, nó khai báo chính xác cho các bạn về kích thước, lúc đấy các bạn mới khai các tờ mẫu đấy, các bạn mới xử lý được.